dàn trai hư của màn ảnh Việt. Trai hư mới nổi Trọng Lân gây ức chế vì tánh ưa hái hoa bẻ nhị. Đây là em, anh là Phong, thái tử của thiên thai. Việt Anh từ phá gia chi tử đến ác nam của màn ảnh Việt, giờ muốn hoàn lương. Thằng Chí phạm tội lớn, tao phải đến tìm xem nó có ở đây không. Thật ra mọi việc không như em nghĩ đâu. Khốn nạn. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Duy nhất phải nhắc đến Bad Boy Về Nhà Đi Con, tuy hư nhưng vẫn được yêu mến. Ta đi trên con đường ngày mai, dấu phong ba. Nhờ ngoại hình đậm chất Bad Boy cộng thêm biểu cảm ngông nghênh, nhiều nam diễn viên đã thành công khi chuyên trị vai trai hư trong các bộ phim Việt. Trọng Lân, trai hư mới nổi. Trọng Lân là cái tên mới nổi của điện ảnh Việt khi góp mặt trong loạt phim ăn khách. Những vai diễn của Trọng Lân hầu hết đều là vai phản diện với hình tượng trai đều, chơi bời lêu lổng. Tuy chỉ đứng tuyến phụ, nhưng sự thể hiện tròn trịa của Trọng Lân đã giúp các tác phẩm trở nên đa màu sắc hơn. Người Phán Xử là bộ phim đầu tiên Trọng Lân tham gia với vai công tử con quan chỉ biết phá phách. Ấn tượng nhất khi hóa thân thành trai hư của Trọng Lân phải kể đến cậu thái tử thiên thai trong Quỳnh Búp Bê. Đây cũng là vai diễn giúp Trọng Lân được khán giả biết đến nhiều hơn. Đây phải con Quỳnh, át chủ bài thiên thai đó. Nhờ giao diện đáng ghét cùng biểu cảm cực ngông, Trọng Lân liên tiếp được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng giao cho những vai trai hư trong nhiều bộ phim khác như Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Lần này thì gã trai hư của chúng ta đã lên một tầm cao mới rồi. Trọng Lân vào vai doanh nhân thành đạt, không ngông nghênh, hiếu thắng nhưng lại thích trò hái hoa bẻ nhị. Chưa rõ anh sẽ gây chuyện gì, nhưng chắc chắn là khiến gia đình Trâm Anh được fan lục đục đó nha. Việt Anh, trai hư có thương hiệu. Nhắc tới trai hư của màn ảnh Việt mà quên Việt Anh thì quả là thiếu sót. Nổi nhất chính là vai diễn trong Chạy Án. Khi đó Việt Anh hóa thành cậu con trai phá gia chi tử, gây ấn tượng trên màn ảnh. Sau này, Việt An tiếp tục đảm nhận vai trai hư ở Người Phán Xử. Nhân vật Phan Hải cũng từng khiến khán giả bao fan thót tim bởi những trò tiêu khiển không sợ trời không sợ đất khi là con anh bự khét tiếng. Đóng trai hư chán rồi, Việt Anh cho biết sẽ không để bản thân đóng khung trong các dạng vai phản diện. Và đúng là những năm gần đây, Việt Anh rất chăm chỉ hoàn lương trên màn ảnh. Ở Hướng Dương Ngược Nắng, Chồng Cũ Vợ Cũ Người Yêu Cũ hay Hành Trình Công Lý, vai của Việt Anh đều là trai tốt. Em chưa bao giờ muốn biết thế giới của anh cả. Điều anh cần là sự quan tâm. Quốc Trường, trai hư đào hoa. Thêm một gã trai hư đình đám trên màn ảnh Việt là Quốc Trường. Nam diễn viên đã thành công khi khắc họa hình ảnh công tử thích chơi bời trong phim Về Nhà Đi Con. Cũng chính vai diễn này đã giúp Quốc Trường được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến hơn. Lúc tôi đẻ, lúc tôi cấp cứu trong bệnh viện, anh đang đi đâu, anh đi với ai? Ăn nói vừa vừa phải thôi, không quá đáng như vậy. Nhờ có ngoại hình điển trai, lãng tử cùng với lối diễn xuất duyên dáng, tự nhiên, có chiều sâu, nam diễn viên nhanh chóng giành được sự tin yêu của khán giả. Cũng ở gạo nếp gạo tẻ, Quốc Trường tiếp tục cho thấy nét diễn cực hợp với vai trai hư khi xí gạt cả tình và tiền của người yêu cũ. Anh cũng tham gia bộ điện ảnh Bẫy Ngọt Ngào. Vẻ ngoài bảnh bao, thành đạt, có chút gian xảo đã giúp Quốc Trường thể hiện thành công người chồng ghen tuông mù quáng.